từng nghe về sự việc bà Phạm Thị Đoan Trang và các clip hình ảnh nhạy cảm của bà Trang bị tung lên mạng. Thì trước những cái clip này thì hình ảnh này thì bà Trang luôn mồm cho rằng đó là sản phẩm của công an lấy được và tung lên mạng để hạ nhục bà ta và giới đấu tranh dân chủ. Theo nhà báo thì những lập luận này của bà Trang có cơ sở không? Tôi nghĩ rằng cái lập luận này không phải riêng bà Trang, Phạm Thị Đoan Trang mà rất nhiều người. Thế nhưng tôi chỉ đặt cái câu hỏi này đó. Khi mà nước Mỹ trục xuất một người nào để về nước thì cái nhà cầm quyền Việt Nam á phải cấp cái visa chiếu khán cho cái người đó thì người đó mới được nhập cảnh qua cái cửa khẩu sân bay Hà Nội hay là sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng không biết bà Phạm Thị Đoan Trang tại sao lại được cả là trở về Việt Nam và lại được tự do đi làm những cuộc biểu tình và tự do là tuyên bố thế này thế kia, và nhiều người đó không phải riêng bà như là Hồng Thái Hoàng chẳng hạn đấy, hoặc là cô gì đó, những cái hình ảnh đó đó. Thì bây giờ mình nói rằng là công an giàn cảnh, thế nhưng mà mình đặt ngược lại đó, dù người ta có giàn cảnh nhá thì mình có chấp nhận cho họ có cơ hội để làm cái kịch bản đó hay không, quyền của mình đó. Tại sao mình nói người ta là để mà gọi là vu khống. Nhưng mà tại sao đối với những người bình thường nhà nước Việt Nam không làm như vậy mà lại làm với cô Đoan Trang hoặc là những cái người khác, thì cái đó là cái câu hỏi, và trong cái câu hỏi đó là cái sự trả lời. Tại vì mình đã làm những cái gì sai quấy, thành ra mình trở thành cái mục tiêu, và để cho những người công an hay là cái pháp luật của Việt Nam chiếu cố mình, thì trên trách kỷ hậu trách nhân mình hãy. Thì tại sao những người như bà Tuấn Thị Thêu, Bùi Thị Minh Hằng hay là Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Thị Công Nhân vân vân thì đều nhận được rất là nhiều giải thưởng nhân quyền từ nước ngoài, nhưng bà Đoan Trang là một cây bút viết rất là khỏe, được nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá khá cao và tự hào vì khởi xướng phong trào tuyên bố 258, sáng lập nhóm mạng lưới blogger Việt Nam và tiên phát phong trào ngoại vận trong nước, khởi phát biểu tình yêu cây xanh và điều hành nhóm Green Tree, trực tiếp đào tạo kỹ năng truyền thông cho các nhà hoạt động trong nước, nhưng lại không được giải thưởng nhân quyền nào. Và cái việc này khiến cho bạn bè của bà này ở hải ngoại bức xúc. Và mới đây thì nghe nói là bà Trang chỉ nhận được mức thưởng khuyến khích trị giá 800 đô la từ quỹ Trần Văn Bá, là một giải thưởng vô danh của một số người Việt hải ngoại quyên góp, nhưng mà vẫn thua xa cái sự tín nhiệm, tức là sự bỏ phiếu về đóng góp cho phong trào dân chủ Việt Nam của linh mục Nguyễn Văn Lý hay là bà Tuấn Thị Thêu. Thì phải chăng là phong trào dân chủ hải ngoại không chuộng trí thức và không quan tâm đến truyền thông, hay là không ủng hộ các nhà báo tham gia chống cộng không ạ? Tại sao những người như là Bùi Hằng này, Trần Thị Nga, Tuấn Thị Thêu lại tốn dung lượng truyền thông chống cộng nhiều nhất và được cổ vũ nhiệt tình nhất ạ? Vâng, thưa trước hết là qua cái câu này chúng tôi xin cải chính là ông Nguyễn Văn Lý không phải là linh mục. Tại vì ông Nguyễn Văn Lý đã bị Tòa Thánh Vatican cất chén, mà theo luật Công giáo là một người đã bị cất chén không được gọi là linh mục nữa. Đấy, trở lại coi như là người bình thường, không được ở trong nhà dòng nữa. Thì còn cái câu hỏi này đó thì ai là người là quyết định cái trao cái giải thưởng nhân quyền? Thì mỗi một năm á, họ chỉ ra vấn đề là theo tôi nghĩ rằng á, họ chỉ là một cái cớ để nhắc nhở mọi người biết rằng á, là mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây và chúng con vẫn đang tranh đấu, thế thôi. Chứ còn cái giải thưởng đó có phát cho ai đi nữa nó cũng không có giá trị. Tại vì bằng chứng rằng á là cô Lê Thị Công Nhân, cô vẫn ở trong nước, và từ hồi cô được phát cái bằng đó đó, cô tranh đấu gì nhân quyền nữa hay không, sau khi cô lấy chồng ở kia rồi trở thành một người phụ nữ rất là bình thường trong xã hội Việt Nam, lo cho gia đình rồi, cho chồng con, thế thôi. Còn tranh đấu gì tranh nhân quyền đó, hoàn toàn không.
những cái nhân vật mà đã được trao giải là theo tôi nghĩ rằng nó có thể rằng chưa đến lúc mà Phạm Thị Đoan Trang nhận, hoặc là có năm đó họ định giao cho cô Phạm Thị Đoan Trang thì đùng một cái có một cái nhân vật khác nó quan trọng hơn, nó nóng hơn, tại người ta cần phải chụp cái cơ hội đó để đánh bóng cái sự kiện lên. Ví dụ như Mục Sư Nguyễn Công Chính, ông mới vừa ra một cái thì năm nay hội giao trao giải nhân quyền cho ông Mục Sư Nguyễn Công Chính. Còn theo tôi nghĩ rằng cái những cái vấn đề mà cái mạng mà những cái mà cô Đoan Trang có hoạt động đó, tôi chỉ nghĩ rằng đó là những cái trang cá nhân để nói lên tư tưởng của một người, và những cái tư tưởng đó chưa chắc nó đã là một cái mẫu số chung của một cái tổ chức mạng lưới nhân quyền để mà xứng đáng họ trao giải thưởng. Và có thể rằng ngay trong cái hàng ngũ của họ đó, họ đặt một cái tiêu chuẩn nào đó để phát cái bằng nhân quyền, thì Phạm Thị Đoan Trang có những cái vi phạm gì đó đối với tổ chức mạng lưới nhân quyền, thành ra cô ta đã không được Đảng Việt Tân chiếu cố, mặc dù những cái việc làm giống như là Thú Nhi vừa hỏi đó thì nó là rất là xứng đáng để được nhận, nhưng mà đối với Việt Tân có thể rằng nó, ở nội dung bên trong họ đã cũng đã có những mâu thuẫn lẫn nhau rồi, và từ cái mâu thuẫn đó thì đã ngăn cản cho Phạm Thị Đoan Trang không được cái xứng đáng nhận cái giải nhân quyền. Từ một tiết lộ trong nội bộ của nhóm Nhật Ký Yêu Nước thì thành viên nhóm này đã tố bà Đoan Trang là kẻ độc tài. Thì thường những nhà hoạt động mà kích động bạo lực và ít trí thức như là bà Bùi Hằng hay là Trần Thị Nga, và khinh rẻ những trang tin chống cộng hàng chợ kiểu là Dân Làm Báo, thậm chí là cả Trần Huỳnh Duy Thúc, người được ta tụng là lãnh tụ tiềm năng về trình độ trong giới dân chủ, thì cũng bị bà Trang sỉ nhục là viết sách chỉ tương đương với trình độ của sinh viên. Tuy nhiên thì gần đây thì người ta lại thấy bà Trang hãnh diện khoe khoang cái việc chửi với kiểu chợ búa với viên cảnh sát cấp phường, và tự hào vì được so sánh với Bùi Hằng về khả năng hoạt động trên đường phố và gắn bó với dân khiếu kiện trình độ văn hóa thấp như là bà Trần Thu Nguyệt. Vậy thì theo nhà báo, vì sao khi tham gia vào hoạt động đấu tranh dân chủ thực tế thì những trí thức như là bà Đoan Trang hay là ông Nguyễn Quang A lại ngày càng giống với Bùi Hằng như thế? Môi trường đã tha hóa họ, hay là họ không thể tồn tại được nên là hành xử đúng với trình độ văn hóa của mình ạ? Vâng, thì cái câu hỏi này đó, cái đã vô tình đã xác nhận đối với tôi lúc nãy là có lẽ là vì những cái mâu thuẫn trong nội bộ, thành ra đó Phạm Thị Đoan Trang không xứng đáng được hưởng những cái bằng về nhân quyền, và những cái việc làm như là cô ta coi thường những người đồng môn hoặc là những người mà đồng hành với cô ta, và lại chính cô ta lại viết bài mà sỉ nhục những người khác. Và cô ta là một người nhà độc tài mà khi đã bị kết án là độc tài đó thì không xứng đáng để nhận được nhân quyền, bởi vì những người đấu tranh chống lại nhà nước Việt Nam, tôi chưa thấy một người nào có những cái lập luận hoặc là có những cái hành động mà nó đi song hành với lại những cái ngôn ngữ của họ. Thì khi mà Đoan Trang chửi những người này vô học thức, vô giáo dục hoặc là đấu tranh không trí thức, thì qua những cái hành động mà gọi là ngoài đường như vậy đó, thì gây rối ngoài đường hoặc là những ngôn ngữ ngoài đường, tôi nói ngay là ngôn ngữ của đầu đường xó chợ, thì Đoan Trang lại càng không xứng đáng được để lãnh một cái giải nhân quyền. Và ngay cả ông Nguyễn Quang A nữa là một người trí thức, mà bây giờ ông lại cũng được chấp nhận một sự ngôn ngữ mà thường là ngôn ngữ gọi là hay nói trong cái sự bất đồng tư tưởng lẫn nhau giữa cái sự mà căng thẳng của vấn đề và mất cái kiểm soát lý trí, thành những cái lời lẽ nó nói là nó không thua gì những cái người mà gọi là vô văn hóa, thiếu học thức ở ngoài đường.